Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Tiếp nối với chuỗi video clip so sánh chi tiết về chiếc Mitsubishi Sport và Hyundai Creta, trong clip này iCheckVN xin gửi các bạn thông tin so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật và tính năng an toàn của cả hai dòng xe này. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết nhé. Đây là hai dòng xe đến từ phân khúc của SUV Lancer về hạng B thị trường Việt Nam. Chiếc Mitsubishi Sport là một cái chiếc SUV hạng B thực thụ. Trong khi đó thì đối thủ trong video clip này, chiếc Hyundai Creta sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì nó sẽ là một cái dòng SUV hạng B. Như vậy thì hai dòng xe này đang được bán ra tại thị trường Việt Nam ở thời điểm mà iCheckVN đang gửi đến các bạn thông tin so sánh này. Còn tại thị trường Hàn Quốc thì Hyundai Creta sắp ra mắt một cái phiên bản nâng cấp vào năm 2024. Khi có thông tin chính thức thì iCheckVN sẽ tiếp tục gửi đến các bạn cái video clip so sánh tiếp theo. Về thông số kỹ thuật của hai dòng xe đang bán ra thị trường Việt Nam thì có những cái điểm rất tương đồng. Chúng ta có thể thấy là cả hai dòng xe này đều sử dụng một cái loại động cơ, đó là xăng loại hút khí tự nhiên 1.5 lít. Còn đối với chiếc Mitsubishi Sport thì hãng gọi đó là động cơ Mivec, còn cái chiếc Hyundai Creta sẽ là Smart Stream 1.5G. Như vậy thì cả hai dòng xe này đều sử dụng cái loại động cơ tương đồng như nhau nên đặt lên bàn cân thì hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên một cái phần khá là thú vị thì cái sức mạnh động cơ có phần nhỉnh hơn một chút, đó là đang thuộc về đối thủ đến từ Hàn Quốc. Chiếc Hyundai Creta cho cái sức mạnh động cơ lên đến 113 mã lực ở vòng tua 6.300 vòng trên phút và cái mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Trong khi đó thì chiếc Mitsubishi Sport nó sử dụng cái động cơ tương tự như trên đàn anh chiếc Xpander và chỉ cho cái công suất đạt 104 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại có phần thua kém một chút, chỉ có 141 Nm. Như vậy thì các bạn có thể thấy về cái độ tiêu hao nhiên liệu, cả hai dòng xe này cũng khá tương đồng như nhau. Ở cái cung đường hỗn hợp thì cả hai dòng xe này sẽ tiêu hao khoảng 6,18 lít cho 100 km. Và cả hai dòng xe này đều sử dụng cái hộp số là CVT. Đó là những điểm tương đồng rất thú vị trên cả hai dòng xe này. Và đây là những hình ảnh thực tế về dòng xe Mitsubishi Sport ở cái phiên bản thương mại của dòng XFC Concept trước đây. Các bạn có thể thấy là trên cái dòng xe Mitsubishi Sport này nó sẽ sử dụng cùng trái tim động cơ giống như trên một chiếc Xpander, với một cái trọng lượng tự trọng, tức nghĩa là cái khối lượng xe không tải nó khá là nhẹ, thì cùng sức mạnh động cơ sẽ giúp cho dòng xe này có cái khả năng bứt tốc tốt hơn và cái độ tiêu hao nhiên liệu tốt hơn cái chiếc Xpander. Tuy nhiên nếu các bạn đặt lên bàn cân và so với cùng đối thủ như chúng ta vừa thấy trong cái bảng so sánh lúc nãy thì cái chiếc xe Mitsubishi Sport sử dụng cái nâng cấp và ra mắt thị trường vào năm 2024, nhưng nếu xét về thuần túy về cái sức mạnh động cơ cũng như cái trải nghiệm lái thì có thể là nó tương đồng với lại cái đối thủ đến từ Hàn Quốc mà thôi. Tuy nhiên cái ưu điểm lớn nhất, đây là một cái dòng xe SUV hạng B, vì vậy nó có khoảng sàn gầm thuộc dạng tốt nhất trong phân khúc đang bán ra tại thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại. Đầu đó thì các bạn chỉ có thể so sánh với lại chiếc Honda HR-V mà thôi. Tuy nhiên thì cái dòng xe Mitsubishi Sport này nó sẽ có những cái điểm mạnh nhất định, bởi vì đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản và chúng ta biết là chiếc xe bán chạy nhất, doanh số tốt nhất trong thời gian 2023 vừa qua chính là đàn anh chiếc Mitsubishi Xpander. Các bạn đánh giá như thế nào về cái tính năng và thông số kỹ thuật của dòng xe Sport này? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy xem qua cái dòng xe Hyundai Creta. Đây là cái phần khoang máy, động cơ cũng là 1.5 lít xăng hút khí tự nhiên và có 4 xi lanh, và nó đang có cái phần công suất nhỉnh hơn một chút so với chiếc Mitsubishi Sport. Đây là cái điểm thú vị nhất của chiếc Hyundai Creta. Tuy nhiên thì cái độ tiêu hao nhiên liệu theo công bố chính hãng thì hai dòng xe này cũng khá là tương đồng với nhau, và chúng ta hãy cùng tiếp theo đến với tính năng an toàn chi tiết của hai dòng xe các bạn nhé. Mặc dù là hai dòng xe ra mắt lệch nhau đến 2 năm nhưng chúng ta có thể thấy là với thông số kỹ thuật, Hyundai Creta vẫn có phần nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Còn bây giờ khi chúng ta so sánh thuần túy về tính năng an toàn của phiên bản Mitsubishi Sport ở phiên bản Premium và cái phiên bản mà chúng ta đang đặt ra ở đây chính là chiếc Hyundai Creta ở phiên bản đặc biệt, thì các bạn có thể thấy những cái nét tương đồng, đó là gói an toàn tiêu chuẩn hai dòng xe đều có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chúng ta không có cái phần bắt lên đường, cảnh báo lệch làn hay là camera 360 độ trên cả hai dòng xe. Tuy nhiên đối với cảnh báo điểm mù thì cái chiếc Mitsubishi Sport ở phiên bản Premium đã có, còn phiên bản Ultimate thì sẽ có thêm nhiều tính năng thú vị hơn.
Đặc biệt là trên hai dòng xe này thì đều trang bị 6 túi khí như nhau và có hệ thống phanh thắng đĩa, full cả 4 đĩa cho cả 4 bánh. Đây là lần đầu tiên thì một hãng xe đến từ Nhật Bản có những option rất rất đáng để chúng ta cạnh tranh với một cái đối thủ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc như Hyundai hoặc là Kia. Về giá bán thì có thể thấy đây là những thông tin chính hãng. Chiếc xe Mitsubishi Sport đang bán ra thị trường Việt Nam 2024 có đến tận 4 phiên bản khác nhau, là Glis với giá bán niêm yết là 620 triệu, chiếc Exis là 660 triệu và phiên bản mà chúng ta đang quan sát từ đầu video clip chính là chiếc Premium 699 triệu. Riêng cái phiên bản Sport 2024 Ultimate sẽ là một cái ẩn số và sẽ được ra mắt chính hãng vào giữa năm, tháng 6 năm 2024. Đâu đó nó sẽ dao động hơn 700 triệu. Còn Honda Creta thì từ Việt Nam đang có 3 phiên bản tiêu chuẩn đặc biệt và cao cấp lần lượt với giá niêm yết là 640, 690 và 740 triệu. Các bạn đánh giá như thế nào về hai dòng xe này? Rất mong các bạn để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ, AchVN xin cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối video clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.